Chiếc xe track đầu tiên hôm nay đã hoàn thiện này, cửa tự động và màn hình Android. Tự động này là cửa tự động dấu kín của Nga, nó quá thân thuộc. Đây là một bác chủ xe trên hội hai chiếc xe của Tarek Việt Nam này. Cửa dấu kín. Cái cửa này thì Việt Nam hôm nay vẫn trang bị thêm một chiếc màn hình Android rất là đẹp. Cửa đây thì có thêm nút bấm mà, nút bấm ở trên nhân tài xế này, đây là cái gì khiển cửa. Cửa này để bác Tài nắp thêm cái điều khiển remote ở đây nhé. Thêm cái chức năng đóng cửa bằng cái tay cầm. Tiện tay trong và tay ngoài luôn. Cửa này thì đầy đủ các tính năng hết. Chống kẹt. Chống kẹt cho bác xem. Chống kẹt đa điểm. Gặp vật cản nó sẽ dùng lại. Chiếc thứ hai cũng đang thi công chiếc thứ hai. Chiếc này thì nó đem lại nó rơi rồi. Bộ linh kiện này lắp tim cho ta vách không phải chế cháo gì. Thứ hai đang hoàn thiện. Chiếc này có thể nâng cấp thêm một bi đèn nữa này. Nếu mình là của thế đi thì nó sẽ sáng hơn. Cái này là nâng cấp đèn đi rồi. Được đèn này các bạn xem được không? Sáng lắm. Nâng cấp đèn này lên thì các bạn đi ban đêm nó sẽ rất là sáng. An toàn. Đây là đèn đi LED. Cái cường độ sáng cực kỳ sáng luôn. Vậy là thấy chưa? Hôm nay sắp tới các chủ sẽ nên cái cặp bi đèn vi nét ở đây. Ok. Thế thôi. Ta đấy chỉ cần làm vậy là được rồi.